Thời gian qua, phường Đông Vệ thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nhằm giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường, hành lang giao thông, nhất là tại một số tuyến phố trọng điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đồng thời, triển khai các biện pháp chống tái lấn chiếm trở lại. Tuyến đường Hải Thượng Lan Ông thuộc địa bàn hai phường Đông Vệ và Quảng Thắng. Đây là một trong những tuyến đường khá phức tạp, là điểm nóng về tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông trong thời gian dài. Nguyên nhân do đây là khu vực tập trung nhiều bệnh viện, phòng khám, trường học, nên các hàng quán cũng mọc lên rất nhiều. Vào khung giờ cao điểm, người dân bày bán hàng hóa trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống cả lề đường, khiến khu vực này luôn trong tình trạng lộn xộn. Để chấn chỉnh tình trạng trên, thời gian qua, phường Đông Vệ đã chỉ đạo lực lượng quy tắc đô thị của phường phối hợp với phường Quảng Thắng thực hiện kẻ vạch sơn chỉ giới trên vỉa hè, yêu cầu các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa đúng chỉ giới quy định, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, đề nghị các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Sau một thời gian, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực này đã có nhiều cải thiện. Chúng tôi cũng chấp hành lực lượng chức năng là vào đúng vạch của hộ kinh doanh gia đình, thì không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Ngoài tuyến đường Hải Thượng Lán Ông, trên địa bàn phường Đông Vệ còn có hai khu vực cũng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đó là khu vực xung quanh chợ Nam Thành và chợ Đông Vệ. Thời gian gần đây, cùng với công tác tuyên truyền vận động, lực lượng chức năng của phường đã tăng cường kiểm tra giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh tự giác chấp hành quy định và xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh, một là sẽ là nhắc nhở đến lần thứ hai, còn sau đó chúng tôi đến lần thứ ba chúng tôi sẽ phải lập biên bản những cái vật dụng mà cha đã sử dụng bày bán ra ngoài cái vạch sơn như đã kẻ vẽ và đã ký cam kết. Trường hợp nào mà cố tình vi phạm nhiều lần thì chúng tôi sẽ đề xuất với các lực lượng là thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc là sẽ có biện pháp cứng rắn hơn. Nhằm duy trì kết quả đạt được trong thời gian tới, phường Đông Vệ sẽ tiếp tục bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra giám sát và có những biện pháp kiên quyết để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông, giữ gìn trật tự văn minh đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.